Lê Minh xin được trân trọng chào đón tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của chúng tôi. Rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và tôi xin được chúc tất cả quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ bình an, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và hãy chú ý đến thời tiết thưa quý vị. Thời tiết bây giờ đang khá là khắc nghiệt, có thể nói là như vậy. Nhiệt độ trong mấy ngày tới nó thường xuyên dao động trong khoảng từ 38, 39, thậm chí là 40 độ. Và có một điều kỳ lạ đó là hết kỳ nghỉ lễ, cái là nhiệt độ nó lại hạ xuống thấp ngay. 33, 34, thậm chí 30 độ. Kỳ nghỉ này thì quý vị và các bạn, nếu như mà nắng như thế này thì tôi khuyên là quý vị nên đi biển để mà tận hưởng cái không khí mát mẻ ở biển. Nó sẽ xua đi bớt cái nóng nực. Còn quý vị nào lên núi thì thực sự là nó cũng hơi nóng đấy. Cho nên quý vị hãy tham khảo các cái điểm du lịch. Còn nếu không muốn đi du lịch thì quý vị có thể là ở nhà, bật điều hòa, ngồi đọc sách hoặc là xem các chương trình của chúng tôi. Và cũng như thường lệ, tôi kêu gọi quý vị, mỗi người hãy đóng góp cho tôi một cái bình luận, một cái like để chúng ta có thể vượt qua được những kiểm duyệt từ YouTube. Khi mà thời gian gần đây thì YouTube thậm chí là nhiều lúc họ còn tắt cả comment của các video. Và đó là một cái điều mà chúng tôi đang không hiểu được tại sao YouTube họ lại làm cái điều đó. Quý vị chỉ cần bình luận nhận xét về chương trình, bình luận tích cực về chương trình, về cách dẫn của chúng tôi thì có lẽ là những cái điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được kiểm duyệt của YouTube. Vâng thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau những câu chuyện về Ukraine. Tên lửa ATACMS của Mỹ với tầm bắn 300 km đã được chuyển đến cho Ukraine. Và đây là cái tên lửa mà nó sẽ giúp cho Ukraine rất nhiều. Tầm bắn của nó lên tới 300 km. Và theo một cái biểu đồ mà chúng tôi sưu tầm được thì tầm bắn của nó so với cái tên lửa trước đó 165 km thì nó sẽ vươn đến nhiều vùng của Nga. Nhiều vùng mà Nga đang chiếm đóng của Ukraine và thậm chí là cả các cái vùng biên giới của Nga. Như là Kursk, Voronezh, vân vân. Và toàn bộ bán đảo Crimea đấy, nó sẽ nằm trong cái tầm bắn của tên lửa này. Nhìn cái tầm bắn này chúng ta sẽ thấy rằng là họ có thể tấn công vào bất kỳ nơi nào thuộc các phần lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát, đặc biệt là bán đảo Crimea. Chúng ta cũng biết là Mỹ trước đó họ cũng đã bí mật cung cấp cho Ukraine cái hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân này theo chỉ đạo của ông Biden. Và thông tin này mãi sau đó thì họ mới tiết lộ sau khi mà cái gói viện trợ được thông qua. Hồi tháng 2 là cái gói viện trợ mà gần như là cuối cùng trước khi đợt mà bổ sung này ấy, nó trị giá 300 triệu đô. Nó đã được Mỹ chuyển đến Ukraine và có tên lửa ATACMS. Tờ Wall Street Journal thì bình luận là các tên lửa tầm xa này sẽ mở rộng khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu vượt xa tiền tuyến, đồng thời tăng nhuệ khí cho các lực lượng Ukraine trong lúc chờ thêm viện trợ quân sự từ Mỹ. Và cái việc mà cung cấp cho Ukraine ATACMS này, nó cũng đánh dấu sự thay đổi chính sách to lớn của chính quyền Biden. Bởi vì thời gian qua thì họ luôn thận trọng với những cái tên lửa mà có thể là tấn công vào cái mục tiêu và lãnh thổ của Nga. Họ không muốn leo thang xung đột. Còn Ukraine thì liên tục kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp cho họ vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu Nga. Nhưng bây giờ thì Mỹ đã thay đổi và họ sẽ cung cấp cho Ukraine bất kỳ loại vũ khí nào để duy trì an ninh tác chiến cho Kyiv theo như đúng yêu cầu của Kyiv. Đương nhiên là hãng tin Reuters và một số cái hãng truyền thông của Mỹ họ cũng tỏ ra lo ngại khi mà Lầu Năm Góc có thể là sẽ cạn kiệt kho dự trữ nếu như cung cấp các tên lửa tầm xa này quá nhiều cho Ukraine. Và lúc đó thì Mỹ họ nói rằng họ đã giải quyết được những cái lo ngại này vào hồi tháng 1 cho nên đã cung cấp cho Ukraine ATACMS. Các quan chức Mỹ thì nói rằng là Washington chuyển giao tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km cho Ukraine để họ có thể tập kích hiệu quả hơn vào mục tiêu ở bán đảo Crimea. Nói rõ ràng như vậy. Có nghĩa là cái mục tiêu của Mỹ khi mà chuyển giao tên lửa đạn đạo này có tầm xa 300 km là sẽ giúp cho Ukraine tăng cường sức ép lên bán đảo Crimea, cái trung tâm tác chiến của không quân và lục quân Nga. Đồng thời mà Nga cũng coi đây là nơi trú ẩn tương đối an toàn cho cái lực lượng quân đội của mình.
Một số quan chức Mỹ khác thì họ cho biết là mẫu tên lửa này có thể giúp cho Kyiv tấn công sâu hơn vào những khu vực mà Nga đang kiểm soát tại Ukraine, rồi thậm chí là tập kích các cái tuyến hậu cần của Moscow ở khu vực phía đông nam. Có lẽ là Ukraine sẽ nhận được chừng độ 100 cái tên lửa này, 100 tên lửa ATACMS, nó cũng sẽ là một cái gì đó không hề đơn giản chút nào. Bởi vì biết là những cái tên lửa ATACMS này, mỗi một tên lửa nó sẽ mang lại cái thiệt hại rất lớn cho Nga. Lần gần nhất ATACMS tấn công một quân Nga đó là cuộc tấn công vào sân bay quân sự Zhankoy và khiến cho quân Nga mất chừng độ 4 cái hệ thống S-400 trị giá đến cả 2 tỷ đô. Hôm 23 tháng 4, Ukraine cũng đã sử dụng ATACMS để tập kích Nga tại thành phố cảng Berdyansk. Và 17 tháng 4 thì họ đánh vào sân bay Zhankoy. Đó sẽ là những cái diễn biến mà có thể khiến chiến sự leo thang. Và Nga thì chắc chắn là không hài lòng với câu chuyện này. Đại sứ Nga tại Mỹ là Anatoly Antonov ngày 25 tháng 4 cho biết việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa cho Ukraine là điều không thể biện minh, cáo buộc rằng hành động này làm gia tăng mối đe dọa về an ninh với bán đảo Crimea, các khu vực Nga mới sáp nhập ở Ukraine và những thành phố trong lãnh thổ nước này. Thời gian qua, Ukraine đã tăng cường triển khai tên lửa UAV và xuồng cảm tử để tập kích Crimea, trụ sở của hạm đội Biển Đen, và làm suy yếu năng lực của Nga, buộc cái hạm đội này phải rút lui khỏi vùng biển này. Và bây giờ với ATACMS trong tay, bán đảo Crimea và đặc biệt là cái trung tâm Sevastopol, nó sẽ bị đặt vào trong cái mối đe dọa rất lớn. Hiện tại thì Ukraine sở hữu các cái tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp cung cấp, nhưng mà chúng lại được phóng từ máy bay. Còn ATACMS thì được phóng từ mặt đất. Do đó nó sẽ mở rộng năng lực tấn công của Ukraine và giúp họ tấn công linh hoạt hơn. Sau khi nhận các hệ thống phản lực HIMARS vào mùa hè năm 2022, thì Ukraine đã phá hủy các thiết bị và làm hư hại trung tâm chỉ huy hậu cần doanh trại quân đội đối phương. Và bây giờ, với ATACMS lại được cung cấp rất là nhiều như vậy, Ukraine hy vọng là sẽ có được một cái thế đứng tốt hơn ở trên chiến trường. Chúng ta sẽ chờ xem là những cái tên lửa này liệu rằng là nó có thể giúp Ukraine điều gì đó chăng? Cầu Crimea cũng sẽ là một mục tiêu rất chủ yếu của ATACMS. Bây giờ thì Nga sẽ phải phòng ngự ở cầu Crimea rất là cẩn mật, bởi vì cái cây cầu này liên tục bị tấn công trong suốt cái quá trình mà đôi bên giao tranh với nhau. Cầu Crimea, rồi trụ sở hạm đội Biển Đen, rồi bán đảo Crimea, vân vân. Tất cả những cái khu vực này đều sẽ đứng trước nguy cơ là bị tập kích cao. Và Crimea chính là chìa khóa để giúp Nga mở rộng tầm ảnh hưởng khu vực. Và việc mà Ukraine giành lại bán đảo này, nó sẽ là cái điều mà họ đang hướng tới trong năm nay. Mặc dù giành lại được bán đảo này là cái điều không hề dễ dàng chút nào, bởi vì Nga đã sáp nhập nó từ năm 2014, 10 năm trước, và họ có một cái hệ thống mà phòng ngự cũng rất là ghê gớm tại Crimea. Không dễ đâu. Và chính Nga cũng đã nêu lên những cái nhận định của mình sau khi mà Ukraine nhận tên lửa tầm xa 300 km. Điện Kremlin nói rằng là việc mà Mỹ chuyển ATACMS tầm xa cho Ukraine, nó sẽ buộc Nga phải mở rộng vùng đệm phi quân sự để đảm bảo an toàn lãnh thổ. Và đó là cách mà họ đối phó với tên lửa của Ukraine. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Điện Kremlin, nói rằng là Tổng thống Putin từng nói rằng vùng đệm an ninh hay vùng phi quân sự hóa sẽ được mở rộng nếu đối phương tiếp nhận vũ khí tầm xa hơn. Điều này nhằm bảo vệ công dân và lãnh thổ Nga. Và quan chức Điện Kremlin thêm rằng là tiếp nhận những vũ khí tầm xa như là tên lửa này chỉ khiến Ukraine hứng chịu thêm thương vong và tổn thất mà thôi. Và cái lời này của quan chức Nga thì cũng đồng nghĩa việc là họ ám chỉ là Nga sẽ có thể là tấn công và mở thêm những cái mũi tấn công chiến thuật trên đất Ukraine.
Điện Kremlin nhiều lần nói rằng là cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga là có vùng đệm để vùng lãnh thổ đó nằm ngoài tầm bắn Ukraine. Và cái tuyên bố là vùng đệm của họ có nghĩa là họ sẽ tiếp tục đánh tiếp sang phía Tây. Nga sẽ tiếp tục mở thêm những chiến dịch sang phía Tây. Mà một trong những cái vùng đệm mà họ đang nói đến nhiều nhất đó chính là khu vực Kharkiv, với một cái thành phố mà lớn thứ hai của Ukraine. Và đây sẽ là thành phố mà Nga tập trung quân lực rất là nhiều đây. Trong khi đó, một số tình hình khác ở trên chiến trường thì cũng đang rất gay cấn. Tại khu vực Adipka thì Nga cũng đang tấn công rất mạnh mẽ tại đây. Và Ukraine đã phải triển khai một cái lữ đoàn số 100, một cái đơn vị mới thành lập và không có nhiều khí tài hạng nặng để mà củng cố cái phòng tuyến suýt bị Nga xuyên thủng tại gần Adipka. Và nhiều người nhận định rằng đây là cái lữ đoàn yếu nhất của Ukraine được huy động để mà bịt lỗ hổng gần Adipka. Hồi cuối tuần trước thì cái drone trinh sát Nga khi mà hoạt động tại làng Ocheretino tại phía tây bắc thành phố Adipka thì đã phát hiện điều bất thường. Các chiến hào vốn do lữ đoàn số 47 tinh nhuệ của Ukraine chấn giữ thì đã không còn ai. Và đây là cái lệnh rút quân của Ukraine ra khỏi Ocheretino và nhường trận địa cho lữ đoàn cơ giới số 115 để mà di chuyển đến các cái khu vực tác chiến quan trọng hơn. Tuy nhiên thì lữ đoàn 115 đã không xuất hiện như kế hoạch và trận địa đã bị bỏ trống. Lúc đó thì chớp thời cơ, lữ đoàn số 30 của Nga đã nhanh chóng tiến lên và chiếm được phần lớn cái làng Ocheretino chỉ trong vài ngày. Và đó được coi là bước tiến nhanh nhất mà Nga đạt được trong nhiều tháng qua. Nó đe dọa sẽ xuyên thủng và làm sụp đổ phòng tuyến Ukraine tại Adipka. Đó cũng là một trong những bước đi của Nga rất táo bạo. Tình thế khẩn cấp nó đã buộc các chỉ huy Ukraine phải yêu cầu lữ đoàn số 47 quay lại phản kích, đồng thời là điều động lữ đoàn cơ giới số 100 đến bịt lỗ hổng ở phía bắc và phía tây của làng Ocheretino. Dự án dữ liệu tình báo nguồn mở Deep State của Ukraine đăng ngày 24 tháng 4 cho biết là cuộc phản kích thành công của lữ đoàn cơ giới số 100 đã ngăn chặn nỗ lực tiến quân của Nga từ làng Ocheretino đến làng Progress, cách đó 11 km về phía tây. Thế nhưng vừa vậy thì một số chuyên gia quân sự phương Tây họ cho rằng là cái việc mà triển khai lữ đoàn số 100 là phản ứng hốt hoảng của quân đội Ukraine sau khi các đơn vị Nga giành được cái làng Ocheretino và liên tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh, và nó cho thấy tình trạng thiếu thốn binh lực mà Kyiv đang phải đối mặt hiện nay. Lữ đoàn số 100 thành lập năm 2018 và thuộc biên chế của lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine. Đây là cái lực lượng dự bị dân sự và họ có cái nhiệm vụ đó là tạo ra đơn vị sẵn sàng chiến đấu từ những dân thường qua huấn luyện và hỗ trợ chính quy. Có nghĩa đó là quân dự bị thôi. Và chúng ta có thể thấy cái làng Ocheretino, một cái ngôi làng mà nó đang bị đe dọa rất là nghiêm trọng. Cái mũi tấn công xa nhất về phía tây của phía Nga tại Adipka đó. Nếu như mất ngôi làng này thì một số cái thành thị xung quanh đó, gần đó như là Kramatorsk hay Sloviansk sẽ gặp nguy. Cho nên Ukraine đã phải điều quân đến để mà hỗ trợ cái làng này, thưa quý vị. Cái lữ đoàn 100 thì được tái cấu trúc hồi cuối tháng 3, chuyển thành lữ đoàn cơ giới chính quy thuộc lục quân Ukraine và biên chế khoảng 2.000 binh sĩ. Các thành viên của lữ đoàn này thì từng tham gia nhiều trận đánh trong hơn 2 năm chiến sự. Tuy nhiên thì họ vẫn bị coi là thua kém nhiều so với những lực lượng tinh nhuệ như là lữ đoàn số 47, do là mới chuyển đổi cấu trúc tác chiến và không được trang bị những khí tài hạng nặng như là xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh. Một cái bình luận viên của tờ Forbes là David Ace đã nói rằng là quân đội Ukraine phải vội vàng điều động lữ đoàn tương đối yếu đến gần Ocheretino. Nó cho thấy tình trạng thiếu hụt lực lượng dự bị của họ ở phía tây Adipka. Ngược lại thì Nga đang ém giữ nhiều đơn vị sẵn sàng tham chiến trên hướng Adipka. Điển hình là sư đoàn tăng cận vệ số 90. Ukraine nói rằng các đơn vị của họ vẫn kiểm soát một số vị trí ở phía tây cái ngôi làng này và duy trì hỏa lực nhằm vào phần nam ngôi làng. Còn Nga thì đang liên tục mở rộng vùng kiểm soát phía nam, giành thêm được một ngôi làng là Novobamutivka và một phần của làng Slovovioe. Cái làng Ocheretino này nó là một cái cao điểm rất đáng chú ý. Và nếu Nga giành được cái cao điểm này thì nó sẽ khiến cho quân đội Ukraine gặp rất nhiều khó khăn. Nó là thành trì quan trọng ở khu vực này. Moscow, họ có thể là tận dụng được lỗ hổng và mở toang phòng tuyến phía tây Adipka, sẽ buộc hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine sẽ phải rút lui về tuyến phòng thủ tiếp theo. Nó quan trọng như vậy đấy.
Cho nên đó, nó nói lên một cái vấn đề, đó là quân đội Ukraine đang thiếu các cái binh sĩ có thể luân chuyển chiến đấu. Cái tình trạng mà thiếu hụt binh lực như tôi đã nói với quý vị là nó đang là một cái điều khiến cho Ukraine gặp rất nhiều cái khó khăn. Vũ khí thì bây giờ nó đã được giải quyết rồi, với cái gói viện trợ 61 tỷ đô đó thì dần dần rồi vũ khí nó cũng đến chiến trường thôi. Nhưng mà binh lực thì yếu và thiếu. Dù sao đi nữa thì dân số Ukraine cũng kém hơn so với dân số Nga. Và cái quân lực của Ukraine, số lượng binh sĩ cũng ít hơn của Nga. Thậm chí bây giờ người ta còn nói rằng quân đội Nga đã tăng được 15% quy mô so với trước chiến sự. Và họ đang thành lập nhiều cái đơn vị dự bị sẵn sàng để mà ra trận trong cái cuộc tấn công mùa hè tới đây. Chắc chắn là Nga sẽ tung nhiều cái đơn vị phòng dự phòng của mình vào trận. Còn Ukraine thì vẫn phải vật lộn với những cái đơn vị mà đã tham chiến rất nhiều ngày tháng rồi. Và đó sẽ là một cái thua thiệt của họ đối với quân Nga. Như chúng ta đã biết rồi, vũ khí nó chỉ là một phần thôi. Vũ khí nó chỉ là một cái phần để cấu thành lên một cái trận chiến thôi. Nó còn có binh lực, còn có nhuệ khí, còn có chiến thuật, chiến lược, còn có chỉ huy. Rất nhiều thứ đúng không ạ? Thậm chí còn có viện trợ bên ngoài nữa, viện binh nữa. Rất nhiều yếu tố nó có thể quyết định một trận chiến. Và bây giờ thì Ukraine về vấn đề nhân lực là họ đang gặp khó khăn. Những trung tâm tuyển quân sau khi mà có một thời gian là có những cái vụ lùm xùm là trốn nghĩa vụ quân sự ấy, thì ông Zelensky đã bắt đầu sa thải rất nhiều cái người đứng đầu các trung tâm tuyển quân trên toàn quốc. Và gần đây thì quân đội Ukraine họ cũng bật mí là họ đang cần thêm 500.000 binh sĩ mới. Thậm chí là các cái cơ quan ngoại giao của Ukraine tại nước ngoài thì họ cũng ngừng cấp các cái thị thực rồi các cái hộ chiếu cho các công dân ở nước ngoài. Mà buộc là tất cả mọi người nếu muốn cấp thì phải về nước. Và về nước thì nếu như ông ở trong độ tuổi quân dịch thì ông sẽ phải ra trận. Chúng ta cần phải hiểu rằng là chiến tranh ai cũng muốn là được bình an trong chiến tranh. Cho nên là ra trận là một cái gió nào mà họ rất là sợ, đúng không ạ? Ai cũng thế thôi, chẳng phải cứ ai cả. Chúng ta ngồi đây nói chuyện ra trận nó đơn giản thế, nhưng mà ra ngoài trận địa rồi, ra ngoài trận chiến rồi, bom đạn bay vèo vèo mỗi ngày qua đầu như vậy, rồi là phải ở trong những cái khu chật chội, những cái chiến hào ẩm ướt rồi đầy chuột bọ. Đó là một trải nghiệm mà có lẽ là nhiều người không muốn. Đó. Dù sao thì ở hậu phương hòa bình vẫn tốt hơn. Đó là tâm lý chung thôi. Tất nhiên là tôi nghĩ là Ukraine họ sẽ dần dần giải quyết được vấn đề nhân sự thôi. Nhưng nó trong ngắn hạn thì nó vẫn sẽ là một cái yếu tố khiến cho Nga có thể tận dụng thời cơ và giành được thêm nhiều cái lợi thế trên chiến trường. Trong cái đó cũng có một thông tin đáng chú ý, đó là việc Mỹ nói rằng là Ukraine đã rút xe tăng Abrams khỏi tiền tuyến. Đây là một thông tin cũng khá đáng chú ý. Các quan chức Mỹ thì nói là Ukraine không còn triển khai xe tăng Abrams do Mỹ chuyển giao ở tiền tuyến, một phần do cái mối đe dọa từ các loại drone cảm tử. Sự phổ biến của các UAV, các drone cảm tử trên chiến trường, thậm chí là cả drone trinh sát nữa, nó đã khiến Ukraine và cả Nga không thể lái xe qua các khu vực trống trải mà không sợ bị phát hiện. Đô đốc Christopher Grady, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cùng một quan chức giấu tên khác của Washington cho biết mối đe dọa từ drone đã khiến Ukraine phải rút xe tăng M1A1 Abrams khỏi tiền tuyến. Tập hợp lượng lớn xe tăng thiết giáp cùng một chỗ là điều rất rủi ro trong bối cảnh drone xuất hiện khắp nơi. Phía Mỹ nói như vậy và nói rằng là Mỹ sẽ thảo luận với Ukraine để xây dựng lại chiến thuật tác chiến sau khi rút Abrams. Có nghĩa là sau khi mà Nga tiêu diệt một số xe tăng Abrams thì Ukraine đã nhận ra là không nên triển khai các loại vũ khí này. Mỹ đã chuyển giao khoảng 31 xe tăng Abrams cho Ukraine. Và mẫu xe tăng này mỗi xe có giá 10 triệu đô. Ukraine từng nhận định là nó sẽ giúp cho họ chọc thủng phòng tuyến của Nga. Thế nhưng mọi chuyện nó không dễ dàng như vậy. Tình hình nó đã thay đổi đáng kể trên chiến trường kể từ thời điểm đó. Từ cuối đầu năm nay, 2023. Xin lỗi, đầu năm ngoái, 2023. Nga họ đưa vào sử dụng rộng rãi các drone trinh sát và cảm tử. Và những cái thứ vũ khí này nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng mà nó đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ xe tăng và thiết giáp. Nó có thể dễ dàng
bị drone trinh sát phát hiện, nó có thể dễ dàng bị UAV cảm tử tấn công. Và Ukraine vẫn chưa có giải pháp nào để áp dụng được những chiến thuật khiến xe tăng thiết giáp hoạt động hiệu quả hơn trước các mối đe dọa thường trực từ drone. Hãng tin AP cho biết Ukraine đã mất 5 chiếc xe tăng Abrams từ đầu năm nay, chủ yếu tại mặt trận Avdiivka, dù chúng chỉ được triển khai một cách hạn chế và không tham gia các cái chiến dịch tập kích hiệp đồng như là lý thuyết của NATO. Và xe tăng Abrams bây giờ nó chỉ được dùng để mà yểm trợ hỏa lực cho bộ binh từ xa thôi, chứ không lập tiên phong xung kích nữa. Và bây giờ thì nhiều chuyên gia họ cũng nhận định là xe tăng và thiết giáp nó không còn quá hữu dụng như là thời kỳ chiến tranh lạnh. Và kiểu chiến trường mà xe tăng được thiết kế để chiến đấu và sinh tồn nó khác rất nhiều so với thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt tại Ukraine. Thay vì xe tăng thì bây giờ Ukraine họ cần nhất là đạn pháo và vũ khí phòng không, thậm chí cả tên lửa tầm xa nữa. Cho nên nhiều người họ nhận định là cái thời đại của xe tăng đã kết thúc, thì tôi cho rằng cũng là một nhận định mà có thể gọi là tuy là nó không hoàn toàn chính xác, nhưng mà ít nhất là trên chiến trường Ukraine chúng ta đã thấy xe tăng dễ bị tổn thương như thế nào. Cả Nga nữa thưa quý vị. Năm ngoái thì Austin, một cái tổ chức mà tư vấn và tình báo độc lập, họ nói rằng Nga mất tới hơn 2.000 chiếc xe tăng. Và phần lớn là vì các UAV cảm tử của Ukraine. Rồi các xe tăng phương Tây của Ukraine cũng là bị tấn công vậy, bằng các loại UAV cảm tử. Leopard 1, Leopard 2, Abrams, Challenger 2. Tất cả là đều là mồi cho các UAV cảm tử hết. Vâng thưa quý vị, mới đây thì Ba Lan cũng đã cảnh báo hậu quả nếu như là Nga tấn công Ukraine. Xin lỗi, Nga tấn công NATO. Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng là Nga sẽ khó tránh khỏi thất bại nếu tấn công vào lãnh thổ của các thành viên NATO. Ông Sikorsky nói rằng là cuộc tấn công của Nga vào bất kỳ thành viên NATO nào, nó chắc chắn dẫn đến sự thất bại. Bởi vì NATO có lực lượng gấp 3 lần, nguồn lực phòng không lớn gấp 3 và số lượng tàu chiến gấp 4 lần của Nga. Nga chỉ có 1,3 triệu quân sau đợt huy động đầu tiên vào tháng 9 năm 2022. Trong khi đó lực lượng NATO chưa huy động đã là 3,5 triệu người, tức là gấp gần 3 lần của Nga. GDP danh nghĩa của các nước NATO và EU là 45.000 tỷ đô, trong khi của Nga và Belarus chỉ là 2.200 tỷ đô, tức là ít hơn 20 lần. 15 quốc gia NATO tích cực hỗ trợ Ukraine nhất đã chi 1.170.000 tỷ USD cho quốc phòng vào năm 2022, còn Nga chỉ chi khoảng hơn 86 tỷ đô, tức là ít hơn gần 14 lần. Cho nên là phía Ba Lan họ nhận định là cái việc mà Nga tấn công vào lãnh thổ của các nước thành viên NATO nó sẽ chốt lên thất bại mà thôi. Và điều này nó đến từ một cái nhận định của một số quan chức phương Tây rằng Nga có thể tấn công vào các nước NATO trong vòng 5 đến 8 năm tới nếu như giành chiến thắng tại Ukraine. ISW, Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Mỹ nhận định có một số dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột lớn với NATO, trong đó có việc tăng quy mô sản xuất quốc phòng. Việc tăng quy mô sản xuất quốc phòng của Nga nó không chỉ là phục vụ cho chiến tranh Ukraine mà nó còn dự trữ cho cuộc chiến tranh với NATO nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius vừa rồi ông cũng cho biết là cái ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đó thưa quý vị hiện đã mở rộng cái quy mô vượt cả cái nhu cầu sử dụng cho cái chiến dịch quân sự đặc biệt của họ tại Ukraine, và các vũ khí dư thừa đang được đưa vào kho để tích trữ. Còn tích trữ làm gì thì chúng ta không biết. Có thể là tích trữ cho cái cuộc xung đột Ukraine kéo dài, mà cũng có thể là tích trữ cho cái việc là có thể chứng kiến một cái cuộc chiến mà hoàn toàn có thể xảy ra với các nước NATO. Tất nhiên là Tổng thống Putin vẫn bác bỏ những điều này. Và ông ấy nói rằng là điều này thật vô nghĩa. Những suy đoán rằng là chúng tôi sẽ tấn công vào châu Âu sau Ukraine là hoàn toàn vô nghĩa, để chỉ nhằm dọa người dân của họ để lấy tiền của họ mà thôi. Gần đây thì Ba Lan cũng đang rất nhiều ý kiến với lại Nga. Họ thậm chí gần đây còn nói rằng là họ, Tổng thống Ba Lan ông Duda còn nói rằng là họ sẵn sàng để cho NATO triển khai vũ khí hạt nhân của mình tại đất nước của mình. Và Nga thì đã phản ứng ngay lập tức với điều này và nói rằng là nếu như mà các vũ khí hạt nhân mà triển khai ở Ba Lan thì nó sẽ là mục tiêu tấn công của quân đội Nga, bởi vì bản chất của nó là đe dọa Nga.
Nói chung Ba Lan cũng là một cái nước mà họ đang cố gắng để mà xây dựng năng lực quốc phòng trong cái bối cảnh là Nga đang ngày càng tỏ ra là họ có thể là leo thang xung đột tại Ukraine. Cái ván cờ địa chính trị này nó sẽ rất là phức tạp. Chúng ta biết các nước ở sườn đông NATO như là Ba Lan chẳng hạn là những nước họ rất là đáng lo. Sau khi mà Nga tấn công Ukraine thì những nước này rất lo, cả ba nước Baltic nữa. Tuy nhiên cái việc mà Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO, mỗi năm một nước gia nhập NATO, chỉ trong 2 năm là có 2 nước thôi, thì nó đã khiến cho cái áp lực ở sườn đông NATO nó giảm bớt, và bây giờ chúng ta lại thấy là ở sườn phía bắc của NATO mới là áp lực. Bởi vì cái biên giới Phần Lan và Nga nó dài tới hơn 1.300 km, và tới đây NATO còn đang tập trận quân sự tại Phần Lan nữa. Cái nguy cơ đối đầu và tính toán sai lầm của đôi bên là rất rõ ràng. Và nếu như một ngày nào đó cuộc chiến tranh giữa Nga và NATO nổ ra, dù chưa phải là chiến tranh hạt nhân thì nó cũng sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới. Nếu chỉ là chiến tranh quy ước thông thường thôi thì nó cũng đã rất căng thẳng và khiến dẫn chúng ta đối đầu với những cái sự nguy hiểm rồi. Quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới và thể hiện quan điểm của mình. Chúng tôi rất mong chờ những bình luận tích cực của quý vị để giúp cho chương trình. Còn bây giờ thì Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video.